tấm thứ 6, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phút. Nam, trên mặt có tăng mắc 9.930 km. Đài Phật giáo Việt Nam là có trong nhiều thực sự thực tế xã hội, nhân ái nghề, tế ác nghề, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong những nơi quý khán giả là người cầu tâm hồn, để cùng nhau trao đổi làm đẹp cho quê mình, mong là nhận được những ý kiến và tham gia của quý khán giả trong nước. Quý vị xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo A Cộng Đài Phật Giáo .org. Quý vị cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng cấp tin Phật giáo quốc tế tại www.quemẹ.net.net.